Nợ oan gia trái chủ. Hãy thận trọng với 5 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang bị oan gia trái chủ theo quấy. Cuộc sống thất bát, khó bề vực dậy. Đạo Phật thường nói, không có duyên thì không gặp, không có nợ thì không đến. Nhìn chung cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau đều nằm trong 4 mục đích. Thứ nhất, trả ơn. Thứ hai, báo oán. Thứ ba, đòi nợ. Thứ tư, trả nợ. Nếu gặp để trả ơn, báo oán lẫn nhau thì trở thành gia đình, bạn bè. Nếu gặp để trả nợ, đòi nợ thì trở thành oan gia trái chủ. Trong cuộc sống, mọi nỗi đau khổ, bệnh tật hay những nỗi buồn, khó khăn đều do nghiệp chướng từ lâu xa về trước kết tập thành. Ví như kiếp trước giết thú ăn thịt thì kiếp này bị ốm đau, đoạn thọ. Hay như kiếp trước tà dâm, phá hoại hạnh phúc của kẻ khác thì kiếp này bị kẻ đó phá hạnh phúc của mình. Đó là quy luật công bằng của luật nhân quả. Có vay có trả, có oan có báo. Do những tập nghiệp sâu nặng đó mà chúng sinh cứ trồi lặn sinh tử, oan oan báo báo từ kiếp nọ sang kiếp kia. Kiếp trước nếu bạn sát sinh, hãm hại người khác thì tới một kiếp nào đó, khi đủ duyên họ sẽ quay lại để tìm bạn trả thù. Đó gọi là oan gia trái chủ. Giáo lý nhà Phật cho rằng, để có thể hình thành mối quan hệ quyến thuộc gia đình gồm cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cháu không phải tự nhiên mà có. Tất cả đều do duyên rất lớn trong tiền kiếp, nên kiếp này mới có thể tìm về để gặp nhau. Mọi thứ đều là do nhân duyên từ tiền kiếp, chứ không phải là ngẫu nhiên. Con cháu của chúng ta cũng vậy, được đầu thai vào gia đình ta với hai mục đích sau. Một là báo ơn, vì tiền kiếp nó và ta gặp nhau. Nhưng không nhất thiết chỉ trong quan hệ cha mẹ con cháu, trong phạm vi gia đình, và ta đã từng cứu giúp, thương yêu nó, hay chỉ một lời thề nguyện nào đó, nên lần này do nhân duyên hội đủ, nên liền về đầu thai vào nhà ta để trả lại cái ơn đó cho ta. Những đứa trẻ trường hợp này lớn lên sẽ rất ngoan hiền và hiếu thảo. Hai là cũng như trên, nhưng ở tình huống ngược lại, là nó về để trả thù hay báo oán, vì trước đây ta đã từng hại nó. Những đứa con này thường rất ngỗ nghịch, phá tan nhà nát cửa mà chính nó và gia đình cũng không hay biết. Nếu đã biết đạo lý này thì không nên oán trách mà phải thầm sám hối, thông cảm và dần khuyên bảo thì sự việc thường sẽ kết thúc tốt đẹp. Đức Phật dạy, oán cần phải cởi, không nên kết. Nếu lấy ân báo oán thì oán kia liền được cởi. Nếu lấy oán báo oán thì oan oan tương báo, không biết kiếp nào mới xong đây. Không hiểu rõ đạo lý này thì thật đáng là tiếc. Ngày nay, do không hiểu biết về đạo lý oan gia trái chủ này, nên nhiều người đã phá thai thì sự việc mang lại hậu quả rất lớn. Vì trong cả hai trường hợp trên, trường hợp thứ nhất là con cháu về báo ơn ta mà ta lại giết hại nó, thì ân liền bị kết thành oán. Thật là thảm thương và quá oan uổng. Trường hợp thứ hai là nó về báo thù mà ta giết hại nó một lần nữa thì oán thù thêm chồng chất. Chúng ta hãy khuyên con cháu, bạn bè mình phải hết sức cẩn trọng để không phạm vào điều này. Nếu không, phiền phức sẽ rất lớn. Cả đời này và có thể nhiều kiếp về sau sẽ vô cùng lao đao lận đận với quả báo này. Thực tế cho thấy, đôi lúc trong gia đình đông con, ta vẫn thấy có đứa rất ngoan hiền, lại có đứa rất khó bảo. Đôi khi lại còn rất ngỗ nghịch, cố tình phá hoại, gây nhiều phiền não cho ta. Trường hợp phá thai, nếu đã lỡ lầm rồi thì cũng có cách để hòa giải bằng cách là đoạn ác tụ thiện và tu tạo nhiều công đức để hồi hướng. Nhưng hiệu quả là không cao, đòi hỏi phải thực sự biết ăn năn sám hối và thành tâm mà làm thì mới mong được hiệu quả. Kinh Địa Tạng cũng có dạy những cách làm rất hay, kể cả cách làm ngay từ khi ta biết mình mang thai em bé, sao cho biến oán thành ân, hay có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng cho bé. Sinh ra, đứa bé thường rất dễ nuôi, lớn lên sẽ ngoan hiền hiếu thảo và thành người có ích. Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni cũng nói về quả báo khốc liệt của sự phá thai và một số nguyên nhân của bệnh tật. Hiểu được đạo lý này rồi, gia đình bạn sẽ càng hiểu nhau, biết thông cảm và thương yêu nhau nhiều hơn. Hóa thù thành bạn, biến oán thành ân, gia đình sẽ hòa thuận một cách rất dễ dàng. Chúng ta hãy tin, việc hiểu biết và áp dụng Phật Pháp vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày sẽ mang lại lợi ích to lớn, thiết thực, không thể nghĩ bàn.
Ngoài ra thì oan gia trái chủ còn được hiểu là các vong hồn của người hay súc sinh trong kiếp này và nhiều kiếp đã qua chúng cùng chúng ta kết nhiều mối thâm thù đại hận. Có thể khi làm súc sinh bị chúng ta giết thịt, có thể khi làm người bị chúng ta hành hạ, cướp bóc, giết hại. Có thể khi đầu thai thành thai nhi thì bị cha mẹ phá bỏ, tạo ra những mối oán hận căm thù khó lòng gột rửa. Chúng ta sinh ra do nghiệp tạo thành với cha mẹ quyến thuộc từ lâu xa về trước, lớn lên có bạn bè hay kẻ thù người ghét cũng do nghiệp từ nhiều kiếp trước. Nghiệp đó có thể hiện hữu ở hình dáng loài người, loài súc sinh hay ngã quỷ. Đó là oan gia trái chủ. Những người chết oan chịu đau khổ từ ta và kiếp này họ mang đến những điều ngang trái nghịch duyên cho ta. Khi các vong hồn oan gia trái chủ đã tìm được những kẻ xưa kia hãm hại mình, dù cho kẻ đó có luân hồi nhiều kiếp thì các vong hồn oan gia vẫn có thể nhận ra được. Điều đương nhiên phải xảy ra. Họ bám theo, tìm cách để trả thù. Họ nếu là vô hình thì gá bám trên thân ta, chờ ngày phước khí của ta suy hao thì báo oán, hoặc gây bệnh tật dây dưa khó chữa, hoặc tác động vào tâm khiến chúng ta bứt rứt không lúc nào an tâm, khiến chúng ta lâm bệnh nặng, những căn bệnh quái ác vô phương cứu chữa, hay khiến cho gia đình của mình bị xáo trộn, hay cãi vã, đánh đập lẫn nhau, hoặc khiến ta làm ăn thất bát, thua lỗ, nhà tan cửa nát. Họ nếu là hữu hình thì chính là quyến thuộc hoặc là người quen thân sơ của ta. Nếu nợ mạng, tất đòi mạng, nợ tiền đòi tiền, nợ gì phải trả ấy, không chút chi sai lệch. Họ khiến chúng ta sống trong lo âu, phiền muộn, cả một đời chìm trong bể khổ mà chẳng biết tại sao. Tuy nhiên, không phải mọi thất bại đau khổ trong đời đều do oan gia trái chủ gây nên. Vì nhiều khi mọi thứ đến đều là do nghiệp báo của chính chúng ta, không hề có sự nhúng tay của bất cứ vong hồn nào cả. Đức Phật có dạy, oán thù cần phải cởi, không nên kết. Nếu lấy ân báo oán thì oán kia liền được cởi. Nếu lấy oán báo oán thì oan oan tương báo, không biết khi nào mới thôi hành hại nhau. Vậy nên ngay từ kiếp này, ta phải tự răn đe cảnh tỉnh bản thân để luôn sống đẹp, hướng thiện, tích đức, làm càng nhiều việc tốt đời đẹp đạo, càng dễ nhận được nhiều phúc báo, không chỉ gieo thiện quả cho bản thân mà còn tích phúc cho cả những người thân trong gia đình của mình. Kính thưa quý vị, sau đây là những dấu hiệu bị oan gia trái chủ quấy phá. Nếu chúng ta đã làm quá nhiều nghiệp sát sinh trong quá khứ, chúng ta sẽ rất dễ kết ác duyên với chúng sinh, cũng khiến cho oan gia trái chủ tìm đến quấy nhiễu, đảo lộn cuộc sống ở kiếp này. Nhưng mà không phải ai cũng đủ tinh tường để nhận ra liệu mình có đang bị oan gia trái chủ tìm đến và làm phiền hay không. Đức Phật chỉ ra rằng có 5 dấu hiệu bị oan gia trái chủ quấy phá rất rõ ràng mà bạn không thể bỏ qua. 1. Phúc báo cạn kiệt. Phúc báo hao tổn, cạn kiệt chính là một trong những dấu hiệu rõ nhất cho thấy bạn đang bị oan gia trái chủ theo phá. Lúc này thì người đó có thể gặp phải những chuyện xui xẻo như dù có làm việc chăm chỉ đến đâu cũng không được lãnh đạo đánh giá cao, công danh ngày càng lụn bại, đi thụt lùi, dù có nỗ lực kiếm tiền đến đâu cũng không thể giữ được sự giàu có của mình, tài sản rất dễ thất thoát, gia đình thường xuyên lục đục cãi vã, người thân trở mặt nhau. Một khi đã cạn kiệt phúc báo thì công sức tích phúc từ trước đó coi như vô nghĩa, thậm chí còn chịu ác nghiệp trước cả khi được hưởng phúc. Con người dù theo bất kỳ một tín ngưỡng nào như đạo Phật, đạo Công giáo, Tin lành vân vân, hay người theo đạo ông bà đi chăng nữa thì luôn luôn lúc nào cũng được các đấng tối cao bề trên khuyên răn phải sống thiện tích đức, làm điều phải phép, hiếu kính bề trên, cũng như luôn biết quan tâm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bởi sống tốt ắt sẽ nhận được phúc báo không chỉ ở đời này mà còn sang nhiều kiếp sau nữa. Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với cả người đó, có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ. Nói cách khác, ngay từ hôm nay, một người làm một việc làm tốt, trong tương lai, một điều tốt đẹp cũng sẽ tự nhiên đến với họ. Hay như câu, hôm nay ta gieo nhân lành thì sau sẽ gặp được quả tốt. Cách đơn giản để có thể đạt được phúc báo chính là tích đức hành thiện ngay từ kiếp này, bởi phúc báo có thể đến từ một hành động tu tập hành thiện bố thí mà có được. Con người nếu biết học từ bi hỷ xả một cách chân chính, tức cũng có thể làm bố thí một cách chân chính, từ đó mới có được phúc báo,
Bằng không thì cho dù có được một chút lợi ích nhất thời thì đó cũng chỉ là một loại đau khổ, một loại áp lực chứ hoàn toàn không phải phúc báo đích thực, không thể đem đến cho bạn sự an vui đích thực. Phúc báo có được từ sự tu tập chân chính, nó là tự nhiên mà đến, trong suốt quá trình phúc báo đều không đem đến cho bạn chút áp lực hay phiền não nào. Phúc báo đến từ tự nhiên mới là lợi ích bền vững. Và tin rằng luôn luôn có phúc báo cho những người sống thiện đức, bởi nếu không nhận phúc báo ngay bây giờ thì có thể nhận kiếp sau hoặc được hồi hướng cho con cháu. Thiện lương vốn dĩ là một phẩm chất quý giá của con người, cũng là sức mạnh tiềm ẩn vô biên mà bẩm sinh mỗi người khi sinh ra đều có. Trong bất kể hoàn cảnh khó khăn nào, bạn hãy kiên trì thiện lương, nhân ái. Khi biết yêu thương người khác, ta mới có thể được sống trong vòng tay ấm áp của tình người. Vì mầm lành thiện lương gieo xuống sẽ cho gặt quả phúc báo. Đó là lý do việc cạn kiệt phúc báo thực sự rất nguy cấp. Nó sẽ khiến con người gặp nhiều bất hạnh xui xẻo, tất cả cũng do oan gia trái chủ gây ra. 2. Thiện duyên tự đoạn. Vốn dĩ vạn vật trong thế gian này đều có nhân duyên thúc đẩy mà sinh sản và phát triển. Vì thế mà người xưa có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Câu này tức là có duyên thì dù xa ngàn dặm rồi cũng sẽ gặp nhau, vô duyên thì dù đứng trước ngay mặt nhau cũng không quen biết. Trong cuộc đời của một người, kết thiện duyên là điều vô cùng quan trọng, bởi một người bình thường khó mà tránh khỏi gặp lúc đường cùng thất ý. Nhưng mà năng kết thiện duyên thì có thể gặp họa mà hóa an, được người trợ giúp hóa giải những điều khó khăn. Con người trên thế gian cũng là như thế, chỉ có gặp được thiện duyên mới có thể có được điều tốt đẹp, mới có thể làm thành việc tốt, mới có thể trở thành người tốt hơn. Nếu không thì chỉ có thể làm việc xấu trở thành ác nhân. Cho nên con người sống ở trên đời nên lựa chọn cho mình một người thầy tốt, kết giao bạn bè tốt. Đây cũng chính là thiện duyên của con người. Một người bình thường không thể tránh được tai họa, nhưng người đó có thể gặp họa mà hóa lành. Nếu một ngày bạn nhận thấy những người xung quanh bắt đầu rời xa mình, những mối quan hệ dần đổ vỡ, bạn bè người thân dễ trở mặt, dù là người từng thân thiết cũng dần xa lánh nhau. Điều này cho thấy thiện duyên của bạn đang tự đứt đoạn, mà nguyên nhân chủ yếu cũng là do oan gia trái chủ gây nên. 3. Tâm tính đảo điên. Nhìn chung, người vướng vào phiền nhiễu do oan gia trái chủ gây nên thường có sự thay đổi khá rõ về tâm tính, dễ trở nên cực đoan và tiêu cực hơn. Tinh thần của người đó có dấu hiệu thường xuyên bất ổn, nóng nảy hay giận dữ, trút giận lên người không hề liên quan. Những nỗi bực bội hiện rõ trên khuôn mặt, gây hấn với cả tất cả mọi người, dù chuyện chẳng có gì to tát. Lâu ngày điều đó sẽ dẫn dễ sinh ra tâm lý và cảm xúc tiêu cực, tự phá hỏng cuộc đời của mình. Những người như vậy sẽ đắc tội với cả nhiều người. Như vậy gia đình của người đó tự dưng bị mọi người xa lánh, vận may cũng sẽ mất dần đi. Khổng giáo cho rằng: nhẫn nhất thời chi khí, miễn bá nhật chi ưu. Nghĩa là dằn cơn giận trong một lúc thì khỏi ưu phiền cả trăm ngày. Phật nói: hãy tự bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với cả các ngươi. Giáo lý đạo Phật với mục tiêu diệt trừ phiền não và mọi khổ đau, nên Đức Phật đã lưu ý đến việc khuyên chúng sinh từ bỏ nóng giận, bởi đó là nguyên nhân chủ yếu khởi tạo những nỗi phiền não làm nhức nhối tâm trí con người. Không giận hờn là giữ được bình tĩnh trước những cảnh trái ý nghịch lòng. Giận hờn là tính xấu tai hại, chẳng khác ngọn lửa tàn bạo đốt cháy cả người giận lẫn những người xung quanh. Kinh Hoa Nghiêm có nói: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Hoặc nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoảng công đức chi sơn. Tức là lửa giận hờn một khi đã phát ra có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức. Thực tế bao nhiêu phiền não xảy đến đều do con người ta không biết cách kiềm chế cơn giận mà ra. Đó là lý do mà Đức Phật khuyên mỗi người nên lấy lòng từ bi và tính ôn hòa để thắng cơn phẫn nộ đang thiêu đốt tâm trí. Đời sống, chúng ta còn phải thận trọng lời nói, giữ gìn ngôn ngữ cho nhẹ nhàng, đúng đắn và không bao giờ nên thốt ra những lời nặng nề thô lỗ làm đau lòng người khác. Tức giận
không chỉ hại mình, hại người mà còn làm tổn hại phúc báo. Đây chính là mục đích mà oan gia trái chủ muốn đạt được. 4. Gặp xui xẻo bất ngờ. Thêm một trong những dấu hiệu oan gia trái chủ quấy phá rõ ràng nhất là thường dễ xảy ra những sự việc rất kỳ lạ trong cuộc sống. Đó có thể là vô tình vướng vào rắc rối, bị tai nạn, thương tật, hỏng hóc đồ đạc, thậm chí những tình huống phát sinh không thể giải thích được. Điều này do chính kinh nghiệm từ nhiều kiếp trước của ta đã tích tụ lại và đến kiếp này ta phải nhận lấy quả báo. Nếu như các nhà nho giáo cho rằng mỗi người đều có một số mệnh do quá khứ an bài và xếp đặt, mọi cố gắng đều là vô ích, thì dưới lăng kính của Phật giáo, sự rủi may của số phận không phải do thiên mệnh hay định mệnh, mà thân phận của mỗi con người là kết quả do quá trình của chúng ta hành động từ một đến nhiều đời. Kết quả này thường được gọi là nghiệp, và nghiệp do con người tạo ra trong quá khứ và từng phút giây trong hiện tại qua ba con đường: hành động, thân nghiệp, ngôn ngữ, khẩu nghiệp và tư duy, ý nghiệp, rồi trở lại chi phối chính người ấy. Quy luật nghiệp báo thì rất khắc nghiệt, chẳng bỏ sót lỗi nào cả. Tội nặng chịu báo ứng đã đành, tội nhẹ thì cũng chẳng được thoát. Chúng âm thầm tạo ra đủ thứ xui xẻo trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Trong kinh Địa Tạng, Ngài Địa Tạng Bồ Tát từng dạy rằng, chúng sinh trên thế gian này khởi tâm động niệm không gì là không tội, vì rằng có rất nhiều điều chúng ta, những phàm phu cho là không tội, nhưng mà thực chất là có tội, dù chỉ là tội nhỏ. Đức Phật khuyên chúng ta nên hành thiện, không bỏ qua bất cứ việc thiện nhỏ nào và xa lìa những hành động xấu ác làm tổn thương người khác, đồng thời hãy tu tập giữ tâm thanh tịnh, không gợn ý xấu tốt về bất cứ chuyện gì. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy, người gây nhân bất thiện, biết tu thân, tu giới, tu tâm thì quả sẽ đổi thay. Nếu người gây nhân bất thiện mà không biết tu thân, tu giới, tu tâm thì gây nhân nào sẽ thọ quả nấy. Lời Phật dạy như vậy. Như vậy chúng ta thấy rõ, muốn thoát nghiệp phải tu tập tích lũy công đức. Càng nhiều công đức thì chúng ta mới có thể hòa tan dần dần để đi đến xóa bớt nghiệp mà chúng đã tạo ra. Nên mới nói tu là chuyển nghiệp hay tu là giải nghiệp. Nghiệp không còn, ắt tội cũng được xóa bỏ. 5. Thường xuyên gặp ác mộng. Những biểu hiện ác mộng liên tục xuất hiện gần đây có thể là biểu hiện của chứng rối loạn giấc ngủ liên quan đến một số bệnh lý trong thân thể, môi trường của giấc ngủ như ánh sáng, thời tiết, tiếng ồn, chế độ dinh dưỡng, hay liên quan đến các rối loạn cảm xúc như trầm cảm, lo âu. Điều nên làm lúc này là cần đi khám bệnh để được các bác sĩ hướng dẫn trị liệu. Mặt khác, ngoài các nguyên nhân bệnh lý, những cơn ác mộng xuất hiện thường xuyên tàn phá thân tâm còn là biểu hiện của các ác nghiệp trong quá khứ. Những mâu thuẫn, uẩn ức, giằng xé trong nội tâm cũng là nguyên nhân hình thành nên ác mộng. Nếu bạn thường xuyên gặp ác mộng gần đây, đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị oan gia trái chủ làm phiền cuộc sống của mình. Giấc ngủ không được đảm bảo khiến cho bạn rất dễ rơi vào cảnh cả người ủ rũ, tinh thần rệu rạo, không có sức sống, cũng không có động lực để theo đuổi lý tưởng, dần trở nên buông thả cuộc sống, vứt bỏ mục tiêu. Dần ra bạn cũng sẽ thụt lùi so với người khác, cuộc đời trở nên thất bát. Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy bình tâm, quán niệm sâu sắc hơn về ý nghĩa sám hối nhằm giữ vững lập trường của mình mà vượt qua chướng ngại. Bởi lời Phật dạy về sám hối rằng, làm người phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Sám hối là một thiện pháp, sống ở đời không ai mà không có tội nên cần phải sám hối. Sám hối thì tội diệt, phước sanh, nhờ đó mọi việc đều trở nên hanh thông, thuận lợi. Biết sám hối, phục thiện mới là người mạnh nhất, là đệ tử Phật chân chính. Công đức sám hối vô lượng vô biên, sự chuyển hóa nghiệp chướng và bệnh tật nhờ sám hối cũng rất nhiệm màu. Nên bạn hãy tin sâu vào Tam Bảo, sống đúng theo chánh pháp để được an lành. Có thể thấy, những tác động do oan gia trái chủ gây ra ảnh hưởng ghê gớm ra sao đến cuộc sống con người. Nhưng nó không tự nhiên mà có, cũng bởi chính các ác nghiệp mà ta đã gây ra từ nhiều đời trước. Vậy nên, khi mình sa cơ lỡ vận, khi mình nay ốm mai đau, khi gia đình chẳng thuận, con cháu khó bảo, chớ vội oán trời trách người. Trước nên hãy soi lại chính mình, sau sinh tâm sám hối, rồi hoặc niệm Phật tụng kinh, hoặc trì chú, nương sức gia trì của Tam Bảo, sớm tai chướng nghiệp mới mong có ngày lìa khổ.
Coi như gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc đời, hãy nghĩ về nhân quả. Nghĩ rằng do nhân quả các đời trước tạo, đã tạo ra nghiệp này mà ta phải chịu. Từ đó thì tâm chúng ta thanh tịnh, trí tuệ thông suốt, rồi tìm cách giải quyết cái tội của chúng ta một cách diệu dụng và hiệu quả. Vì ta tạo nên nghiệp, và chỉ có thể do ta giải nghiệp. Cái nghiệp đó có sẵn, nhưng do tu tập và bố thí cúng dường thì cái duyên sẽ không tạo thành quả đáng nữa. Quan trọng nhất vẫn là tu tập, bỏ ác, làm lành, thọ tam quy trì ngũ giới thì tội nghiệp tiêu giảm. Tự tại trước nghịch duyên của cuộc đời, không oán thán nghịch duyên thì tự tâm sẽ an lành. Làm được những việc này tức là bạn đang tự tích đức. Khi đã hồi hướng công đức sẽ hóa giải được tai họa do oan gia trái chủ gây ra.